Welcome các cô chú, bác, anh, chị, các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay trước sân nhà Uyên Quỳnh hoa nở rất là đẹp, rất là nhiều các loại hoa khác nhau luôn ha. Dạo này Uyên Quỳnh cứ bận rộn, không có dịp chăm sóc nhiều, nhưng mà các em hoa vẫn nở rất là xinh đẹp. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Hiện tại kênh Uyên Quỳnh đang mở ra chương trình dành cho hội viên. Nếu ai là hội viên của chương trình sẽ được ưu đãi dành cho hội viên tùy theo từng cấp độ. Và các anh chị đã lên kênh Uyên Quỳnh hiện tại đang tìm hiểu nhau và sắp tới thì Uyên Quỳnh mong rằng các anh chị hãy cẩn thận trong chuyện tiền nong. Và các anh chị phải sáng suốt trong mọi tình huống, không cho đối phương mượn tiền nhé, vì như thế rất là dễ mất lòng. Nào Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi em chào chị ha. Chào em. Dạ, em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Chào em. Dạ, chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình. Chị chào mấy anh chị trên cộng đồng mạng. Chị tên Ngọc Thùy, sinh năm 1970. Yeah. Hiện tại chị đang ở đâu? Chị đang ở tiểu bang Pennsylvania. Chị qua Mỹ lâu chưa chị? Chị qua Mỹ được 8 tháng. Hả? Mới qua 8 tháng thôi hả? Mới 8 tháng. Rồi chị thấy cuộc sống ở bên Mỹ là như thế nào? Chị thấy hơi buồn. Dạ, mới đầu qua ai cũng bị chị hết á. Hơi buồn. Hồi trước ở Việt Nam là chị ở đâu? Chị ở Lê Văn Sĩ, quận 3 đấy. Chị ở Sài Gòn. Khu phố đó là chuyên thiết kế thời trang phải không? Mắt thời trang đồ nhiều. Dạ, ở Việt Nam là chị làm công việc gì? Chị làm về đại lý vé số em. Ồ, vậy đó. Đấy. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Chị có một bé trai mà chị chia tay cũng lâu lắm rồi. 20 năm rồi. Ồ, lâu dữ vậy đó hả? Rồi con chị bao nhiêu tuổi rồi? Con chị năm nay 28 tuổi. Con chị có qua đây với chị không? Có, qua đây luôn. Chị đi diện gì qua đây? Mẹ chị bảo lãnh. Ồ, mẹ chị bảo lãnh mà con chị 28 tuổi được đi hả? À, mẹ mà con chị được đi. Hên ha, may mắn ha. Hên, may mắn. Dạ, yeah. À, con chị còn độc thân. Độc thân. Dạ, yeah. Rồi chị qua đây 8 tháng. Chị qua có nhầm ngay mùa đông không? Chị nhầm chị qua tháng 9, chưa có mùa đông, chưa có tuyết. Khoảng tháng 2, tiểu bang chị mới có tuyết. Yeah. Tháng 12 mới bắt đầu lạnh, tháng 12 mới bắt đầu lạnh. Chị chịu nổi cái lạnh mùa đông không? Chắc mới qua đó cũng chưa tới nổi nào em. Con ơi, cho lịch sử Pai 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 xây dựng bảo vệ cho quý vị từ trước đến sau 4072225577 hợp tác kiện hợp lý. Chị rồi hiện tại chị đang làm công việc gì? Chị đi bán bánh mì cho người bạn của chị á. Nhưng mà bây giờ nhà em chị cũng có làm nữa. Em chị cũng có làm bánh mì nữa, giao cho mấy tiệm neo á. Làm bánh mì ở nhà hả? Làm bánh mì ở nhà. Dạ, bánh mì thịt hay là bánh mì không chị? Bánh mì chả cá, bánh mì thịt, rồi bánh mì không, rồi bánh mì thịt nướng nữa. Wow. Bánh mì gà nữa, cũng nhiều lắm, làm cũng nhiều lắm. Vậy là em chị cũng có mối mang nhiều lắm hả? Em chị tại tiệm neo nó nhiều á, thành thử ra nó có mối nhiều. Mình phải đi chào hàng hả chị ha, người ta mới biết ha.
Em thì tại nó có kiểu nhân viên nó nhiều á, mấy đứa làm đeo nhiều á, thành thử ra nó có người nhiều, có khách nhiều. Em vừa chị vừa chủ tiệm nail và chị bán bánh mì đó. Wow, em chị giỏi quá. Rồi bây giờ chị ở nhà chị bán bánh mì và làm bánh mì và giúp em chị. Là giúp em chị. Lúc trước thì chị có đi làm cho bạn chị. Bạn chị làm cũng được 5 tháng. Vậy đó. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì chị? Ưu điểm của chị là thích nấu nướng, vui vẻ, hoạt bát. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm của chị là hơi hơi nóng tính. Con chị có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? Có, con chị cũng ủng hộ. 20 năm. Trong vòng 20 năm đó chắc cũng có nhiều anh theo đuổi chị lắm hả? Có một người vậy. Chứ không có nhiều người, có một người. Dạ. Chị rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị muốn anh ấy vui tắm. Cùng chung sở thích với chị, vui tắm. Chị có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Không, chị không nghĩ bao nhiêu cũng được. Rồi, thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào chị? Uống ít ít cũng được em. Uống ít xả dao vui. Bây giờ đó là chị làm, tuần chị làm mấy ngày hay làm suốt? Chị làm một tuần 6 ngày. Nhưng mà nói chung là công việc ở nhà chị cũng rảnh lắm, không không tới nỗi nào. Chị làm cho nhà chị nhưng mà cũng rảnh lắm. Ủa mà sao em chỉ có tiệm nail chị không ra làm nail? Chị không có thích làm nail. Chị thích buôn bán hơn. Rồi chị có được mấy anh chị em ở bên này? Ba người em. Chị lớn nhất. Gia đình chị ở bên đây hết rồi hả? Ở bên đây hết rồi. Còn một người, còn một đứa nữa ở Việt Nam. Rồi chị qua 8 tháng chắc chưa về Việt Nam đâu hả? Chị tính là coi anh nào đi về chung với chị cho vui. Chị dự định là chừng nào về mà chị định là tìm anh nào đi về chung với chị? Chị tính là bây, bắt đầu từ bây giờ là chị dự định về. Rồi ở Việt Nam là chị cũng vẫn còn nhà cửa ở Việt Nam? Vẫn còn. Rồi nhà chị ở Việt Nam thì ai sẽ trông coi? Em chị đang trông coi đó. Còn nhà chị ở Bình Chánh, nhà riêng chị thì chị khóa cửa để đó. Lâu lâu có người hàng xóm người ta qua, người ta canh chừng chút xíu. Vậy đó hả? Rồi có thuê người dọn dẹp nhà cửa không? Lâu lâu có người hàng xóm qua dọn dẹp. Mà chị có gia đình ở bên đây mà cũng không có cảm thấy là buồn lắm không? Chỉ có hơi buồn buồn thôi. Chị thấy cuộc sống ở bên đây có khác với Việt Nam nhiều không? Chị thấy khác nhiều á. Buồn. Buồn chắc do mình cô đơn hay gì. Cho nên cảm thấy buồn. Muốn nói chuyện cũng không biết nói với ai phải không? Hả? Muốn nói chuyện cũng không biết nói với ai phải không? Cha mẹ của chị có ở chung với cha mẹ chị không? Đó, chị ở chung với cha mẹ chị, mà ba chị mới mất hồi năm ngoái rồi. Còn mẹ chị. Mẹ chị bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi. Cũng khá lớn rồi. Lúc mới qua ai cũng vậy hả chị? Từ từ cũng từ từ mới quen được. Nhưng mà chị có tập lái xe gì chưa?
Chị tập chút chút à, chưa có tập nhiều. Chị đã học bằng viết rồi hả? Chị học bằng luật á. À, học rồi hả? Giỏi vậy. Rồi bây giờ con chị con vậy mà còn không bằng con chị nó giỏi lắm. Con chị mới qua đây là nó đã biết rồi. Nó biết từ hồi 2 tháng trước. 2 tháng mới qua đây 2 tháng là đã biết rồi. Rồi con chị đã học xong bằng lái chưa? Học xong rồi, lái luôn rồi. Ờ vậy đó. Nó nhỏ trẻ đó, mà. Trẻ ra tiệm neo làm luôn rồi. Con chị cũng giỏi lắm. Con chị là con trai không gái? Trai. Trời. Cũng hòa nhập nhanh ha. Chị rồi bây giờ ở bên đây thời gian rảnh rỗi là chị làm việc gì? Chị thấy không rảnh này đó. Vậy đó. Chị thấy không rảnh. Làm sáu ngày không có rảnh. Nó sao bật sầu ơn làm hoài luôn á. Không rảnh á. Chị nấu nướng ăn gia đình nữa. Thành thử ra chị không rảnh. Không rảnh. Bây giờ trừ khi muốn rảnh là có chuyện để đi thôi thì mới rảnh thôi. Chứ còn ở nhà là ít có rảnh lắm. Gia đình chị khá là đông hả? Cũng không đông mấy em. Vợ chồng của người em chị có hai đứa con. Là 4 người. Với lại em trai chị là 5 người. Chị là 6. Với con chị là 7 thôi. Mẹ chị, mẹ chị là 8. Gia đình chưa được đông à. Ở bên như thế là khá đông rồi. Vậy là đông ha. Chị rồi, chị thích một anh làm quay với mình, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chị thích vui tính. Vui tính chị thích vậy. Bây giờ chị đang ở chung với gia đình như thế, mà một anh ở tiểu bang khác muốn chị tới chỗ anh ấy sinh sống thì chị nghĩ như thế nào? Thì chị cũng đi mà. Để không, chị sống ở đi, đó, hả? Chị cũng thích đi lắm. Đi thử cho biết hả? Đi. Từ lúc chị qua đây tới giờ chị có đi du lịch vòng quanh đâu tiểu bang nào chưa? Chị mới đi New York à. Chị nói vậy chứ thì cũng có thời gian để nghỉ ngơi, thì thời gian nghỉ ngơi chị thích làm việc gì? Chị thích đi bộ. Chị thích karaoke. Ở bên đó thích, em, thích xem phim nữa. Thích xem phim mà xem phim bộ rồi. Chị nhưng mà sau khi ở Việt Nam chia tay với ông xã chị 20 năm rồi, chị không nghĩ là chị sẽ đi bước nữa vậy? Tại vì chị độc thân á. Chị độc thân để mẹ chị bảo lãnh chị qua bên đây. Thành thử ra chị không có đi bước nữa. Nói chung chị cũng có bạn. Nhưng mà anh ấy còn thanh niên. Thành thử mà anh ấy không có thích đi qua bên đây. Thành thử ra anh ấy phải đi lập gia đình. Còn chị thì đi qua bên đây. Chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Lanh lẹ hoạt bát. Từ lúc chị qua đây chị đi làm bánh mì, hãng bánh mì 5 tháng tới giờ là giờ ở nhà không đó hả? Giờ mỗi ngày là chị ở nhà không đó không? Làm ở gì? Nhà. Ở nhà phụ em chị làm bánh mì đó. Dạ, là ít có thời gian ra ngoài, ít có thời gian giao du đúng không? Cứ ở nhà suốt đúng không? Đâu cũng có chứ. Nói chung cũng có giao du. Buổi tối thứ bảy á, là chị có một người cũng bạn của em gái chị nè, cũng mở nhà hàng đồ, mở nhà hàng cũng gần ở đây, cái đi lên nhà hàng chơi hát karaoke. Vậy đó cũng đỡ ha. Cũng đỡ buồn. Ở thành phố, chị ở Việt Nam, chị ở thành phố mà ở quận 3 rất là vui nữa. Qua đây cảm thấy buồn không phải rồi. Chị thích anh làm quen với chị có tính lãng mạn không? Chị thích anh đó phải lãng mạn. Chị thích lãng mạn. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị cao 1m63. À, chị khá cao ha.
Chị muốn anh ấy cao khoảng bao nhiêu? Bằng chị đổ lên cũng được, 60 cũng được. Chị rồi mẹ chị có hỏi chị đi thêm bước nữa không? Không, mẹ chị thì bình thường thôi à. Vậy đó. Khu chị ở Người Việt có đông không? Cũng ít lắm em ơi, không có đông. Nếu như ở chỗ chị mà muốn đi ăn phở có xa không? Không, cũng gần lắm. 10 phút đi, đi xe khoảng 10 phút là có rồi. Dạ. Chị qua đây là chị có quen với khẩu vị bên đây chưa? Cũng cũng quen. Thịt ở bên đây hay khó ăn hả chị? Mới qua là ăn không có được. Nhưng mà có mấy cái nhà hàng Tàu á em, nấu ăn cũng ngon. Cũng giống giống như bên mình, cũng giống giống bên Sài Gòn này kia. Cũng ngon. Thì chị nói là nhà hàng của bạn em chị đó. Mình là nhà hàng Tàu. Ồ, buffet Tàu hả? Hay là nấu ăn ngon lắm. Buffet cũng nhà hàng Tàu rồi nhiều lắm. Bên đây cũng nhiều. Ở thành phố chị ở cũng khá lớn ha. Chỉ có điều là mùa đông hơi lạnh chút ha. Chị có khi nào có đi tới chưa, đi tới tiểu bang nắng ấm mà có không? Chưa, chị chưa đi đâu hết. Mới đi New York, nữ thần tự do rồi chơi. Chị giờ chị nấu ăn chắc khá ngon hả? Chị nấu cơm thôi à. Chị nấu cơm thì ngon, nhưng mà nấu phở với bún này kia thì chắc không bằng Sài Gòn. Nấu không, 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 không xuất sắc mấy. Không có bằng Sài Gòn được. Chị thấy Sài Gòn nấu ăn ngon lắm em. Dạ yeah, đúng rồi. Nhưng mà mình ở nhà mình nấu mà sao bằng ta được. Vừa vừa thôi à, được được thôi. Ngon theo kiểu gia đình thôi chứ sao mà bằng tiệm được. Chị rồi chị có dự định gì cho mình sắp tới không, hay là chị nghĩ là mình ok, mình đã ok với công việc này, đã công việc ở nhà mình làm đã ok rồi, đã được rồi, chị không có thích ra ngoài làm việc khác nữa hay là sao? Chị cũng không biết dự tính gì. Vậy đó hả? Chị cũng không biết dự tính gì. Nhưng mà chị thích về Sài Gòn. Chị thích đi đi về về vậy đó. Tại có nhà ở bển sẵn rồi, thích đi về về. Với lại chị còn đang làm ở Sài Gòn nữa. Có người đang làm công việc cho chị nữa. Thành thử ra chị đi đi về về vậy đó. Chứ chị không có thích ở bên đây. Hẳn ở bên đây, chị không thích. Là chị đi rồi hả? Cái gì đại lý vé số vẫn còn có người làm cho chị hả? Em vẫn có người đang làm cho chị. Rồi sao chị quản lý được? Không cũng được chứ. Nói chung cũng người đó cũng uy tín. Thành thử ra cũng được. Chị dự định là về Việt Nam, khi về Việt Nam sẽ ở bên đó bao mấy tháng? 2-3 tháng gì đó. Ở đây cho mấy đứa trẻ ở còn lớn tuổi chút ở đây hơi buồn hả chị? Mới qua hơi buồn. Buồn lắm luôn. Buồn lắm luôn. Đúng rồi, rất là buồn. Rồi con chị sao, có hòa nhập được không? Mau không? Con chị cũng nói buồn lắm. Con chị cũng đòi về chung với chị. Vậy đó. May mắn là chưa bán nhà quá. Con chị ở Việt Nam làm công việc gì? Con chị hồi trước nó làm chung với chị luôn á, làm nghề cũng nghề chung với chị luôn. Như là mình đại lý, người ta tới người ta lấy của mình, người ta đem đi bán đó, về người ta đổi đổi với số trúng rồi đó phải không chị? Mà đại đổi số trúng với lại mình bỏ mối cho mấy cái người đi bán dạo rồi đó em. Yeah.
Rồi chị có nhiều người đi bán như thế không? Lấy đi bán như thế không? Lúc trước nhiều lắm. Nhưng mà về sau này bớt bớt lại rồi. Tại dịch đó em. Với lại một phần nữa là giống như là người ta cũng đi hết ráo à. Người ta cũng giật tiền đó, đi hết ráo à. Bỏ gối đầu này kia đó, mình bỏ gối đầu này kia đó. Cái người ta cũng đi nhiều lắm. Rồi chị có đổi với số trúng luôn không? Đổi với số trúng. Cái đó phải làm hết luôn á. Về vấn đề đó là làm hết. Đổi với số trúng, thí dụ người ta trúng độc đắc đó, đổi luôn hả? Tao đổi với số trúng có nghĩa là người ta thí dụ như đổi cái mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Trúng ba con đuôi này kia cũng có trúng. Còn trúng độc đắc là mình phải đi tới những cái chỗ mà thầu lớn á. Thầu lớn. Thầu lớn mình gọi người ta cũng có hê hồng mà em. Vậy đó hả? Nhưng mà đa số em nghĩ chắc người ta đi tới hãng người ta lãnh thôi chứ người ta ít ra đại lý hả? Nếu mà chúng lớn là người ta đi lên tỉnh. Nếu mà chúng lớn. Còn nếu mà chúng nhỏ nhỏ thì người ta mới tới mình thôi. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng rằng sau video này chị sẽ tìm được một nửa yêu thương trên kênh của em ha. Chị rồi. Chào khán giả giùm em ha. Chị xin chào à. Xin chào mấy anh mấy chị trên cộng đồng mạng. Ở chỗ đó của chị có thuận tiện để chị đứng lên đó cho thấy dáng chị không? Lưu ra một chút chị. Lưu ra phía sau luôn. Quay sau lưng cái ha. Ok chị. Mới qua thì hơi buồn vậy đó chị, nhưng mà từ từ quen ha. Bye chị nha. Chúc chị may mắn ha. Tai nạn. Xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius and Pius với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.